Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip ngày hôm nay á, mình sẽ nói và hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khổ qua hay gọi là cây mướp đắng á, cho ra năng suất cao và nhiều quả. Thì cái việc đầu tiên đó là cái việc chuẩn bị hạt giống. Thì có rất nhiều loại hạt giống cây mướp đắng hay cây khổ qua, thì tùy theo giống địa phương, phổ biến như giống TH12 khổ qua sim đó. Thì cái đó là về cái giống. Cái thứ hai đó là đất trồng và phân bón. Thế về cái mướp đắng á, có thể trồng ở nhiều loại đất khác nhau, và hầu hết các loại đất đó là phải tươi xốp nè, thoáng khí và có thể trồng được ở trên đất pha cát. Thì về việc bón lót á, sau khi chúng ta chuẩn bị đất xong á, thì chúng ta tiến hành bón vôi 80 đến 100kg trên một sào hay gọi là 1000m2 á. Và chúng ta bón phân chuồng hoi mục ở giữa tim hàng theo chiều của luống hay gọi của cái chiều dài của ruộng á. Và giữa luống cách luống á, hay gọi là tim hàng cách tim hàng hàng thì tầm khoảng 1,2m. Về cái vấn đề mà gieo hạt á, trước khi bà con mà gieo hạt á, chúng ta phải nên ngâm hạt vào nước ấm hay gọi là hai sôi ba lạnh á. Chúng ta ngâm hạt trong vòng 6 giờ. Sau khi ngâm hạt xong á, thì chúng ta vớt hạt ra rồi bỏ vào trong một chiếc khăn, chúng ta đem đi ủ ấm hạt trong khoảng 24 giờ. Khi chúng ta thấy hạt nảy mầm á, thì chúng ta có thể mang đi gieo. Vì về gieo hạt á, thì chúng ta gieo trực tiếp xuống đất sâu khoảng 0,2cm và đặt hạt đứng cho đầu nứt nanh xuống dưới. Gieo xong chúng ta phủ một lớp rơm mỏng hoặc một lớp tro hay là phân chuồng hoi mục để che phủ hạt. Sau cái thời gian mà gieo hạt từ 5 đến 7 ngày á, thì chúng ta thấy bắt đầu là cây nó mọc lá thật, và lúc này có thể nhổ cây lên mà chúng ta đem đi trồng chỗ khác hay là cái chỗ khác. Đó là cái việc mà chúng ta gieo hạt. Về vấn đề trồng và chăm sóc cây con á, trước khi trồng cây con á, thì chúng ta tiến hành xới lỗ đất cho tơi xốp. Sau đó chúng ta đặt mỗi lỗ một cây con, phủ lớp đất mỏng lên bầu cây, rồi trồng xong bỏ dừa ta trộn xung quanh gốc để, và sau đó ta có thể là bỏ thêm một ít thuốc trừ sâu hay là nấm đó để chống sâu bệnh hay là dế rồi nó cắn cây con. Tiến hành chúng ta tưới nhẹ cây con trong 3 ngày đầu sau khi trồng, thường xuyên chúng ta phải thăm vườn, và cái thứ hai chúng ta phải kiểm tra cỏ dại sâu bệnh cho cây. Trong quá trình mà cây nó sinh trưởng á, chúng ta phải thường xuyên chúng ta phải bắt ngọn để cho cây khổ qua leo lên vàng cho tốt. Thì trên clip mình quay bà con xem á, là vườn khổ qua này của bà con nông dân trồng nhưng mà rất là lợi nhuận và cây nó không có bệnh. Về cái cắm trà và dân dây làm vàng cho cây khổ qua, thì sau khi mà trồng khoảng 15 đến 20 ngày á, thì nên làm vàng cho cây để cho cây leo lên vàng và ra hoa đậu quả được năng suất cao. Thì về làm vàng á, thì chúng ta làm vàng đứng bằng các cọc cây, có thể làm tre hoặc là làm những cái cây cọc khác, nhưng mà có rất nhiều phương án ta để làm vàng. Thì chúng ta có thể làm theo hình mái nhà, vàng hình mái nhà chạy ngang cũng được. Thì đa số là bà con chúng ta làm hình vàng mái nhà. Thì cái khoảng cách mà giữa những cái vàng này á, thì tùy vào bà con chúng ta làm cho nó thuận tiện để cho cái việc chăm sóc và phun thuốc và quản lý đi lại cho nó tiện. Thì làm vàng đứng bằng các cọc tầm vong đối nhau, khoảng cách giữa cọc là 3m, vàng được dăng bằng lưới ni lông hoặc vàng tre khoảng 2 đến 2,5m. Thì đặc biệt các cây mướp đắng á, hay là con cây khổ qua, cho leo vàng càng cao thì càng nhiều trái. Thì nên chúng ta phải đầu tư lưới thưa bằng dây hoặc là dây găng để phủ hết chả vàng để cho khổ qua nó bò lên cho tiện. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề bón phân. Thì cái việc bón phân cứ 7 ngày chúng ta bón thuốc phân ure một lần. Nếu cảm thấy cây nó phát triển chậm á, thì chúng ta có thể xịt thêm bón lá và kích thích ra hoa đậu trái. Khi mà cây nó có từ 3 đến 4 lá thật á, thì chúng ta tiến hành phun bón lá lại một lần nữa để giúp cho cây nó phát triển tốt lá và rễ. Đến trước khi cây bắt đầu ra hoa rồi chúng ta ngưng, chúng ta không phun thuốc nữa. Thì cái việc về phân bón á, thì mình cũng khuyên bà con á, về sâu bệnh á, thì nó có sâu xanh nè, da láng nè, còn có nhện đỏ nè, bọ rùa vàng nè, bệnh lở cổ rễ nè, bệnh chết dây con nè, rồi bệnh chết cây và bệnh đốm lá. Thì hầu như ở tất cả cây trồng rau màu của chúng ta đều biết á, thì cây trồng nào nó cũng có bệnh.
Thì tùy vào cây trồng mà chúng ta có những cái phương án xử lý bệnh và thuốc bệnh nó riêng. Thì về phòng thì mình cũng khuyên bà con nên dùng số dòng sinh học như là nano bạc, đồng và nano đồng. Chúng ta phối hợp với nhau, chúng ta phun định kỳ 5, 7, 10 ngày chúng ta phun phòng và tưới gốc để tránh tình trạng một số bệnh là chết rễ hoặc thối rễ đó. Như mình nói ở trên đó, bệnh chết cây đó, bệnh lỡ cô rễ đó. Thì cái thời gian mà sau khi gieo được 36 đến 38 ngày thì chúng ta tiến hành thu hoạch. Thì cứ một ngày có thể chúng ta thu hoạch một lần. Thời gian thu hoạch kéo dài của cây đó là 2 tháng. Mà về trung bình của một cái dây củ hoa cho khoảng từ 3 đến 4 kg trên một dây. Thì bà con chú ý khi mà cái thời gian mà quả nó chín thương phẩm để đạt được năng suất và chất lượng cao thì chúng ta phải tỉa bỏ những cái quả mà bị sâu hại, quả nhỏ trong quá trình chăm sóc có thể là bị ruồi hay là bị côn trùng nó chết thúc, chúng ta phải thăm vườn mà cắt bỏ đi để tránh tình trạng mà nó lây bệnh qua những cái trái mà chúng ta đang chăm sóc. Thì qua đây mình sẽ quay cái clip cho bà con xem và tham khảo về cái cách trồng và chăm sóc của nông dân chúng ta trồng cây khổ qua và mướp đắng. Thì vấn đề về cây rau màu thì bà con chúng ta nói chung là rất là thích, nên qua clip này mình quay và cho bà con xem. Ai có nhu cầu trồng thì có thể xem những clip này và tham khảo. Xin cảm ơn bà con ạ.